Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái bộ sạc và kích khởi động của Silay mà bên mình mới về. Bên mình mới về hai bộ này, một bộ 560 Star 560 và một bộ Star 420. Bây giờ mình sẽ khui thử hộp hai bộ này ra cho các bạn. Đây là cái sản phẩm Star 420 mà mình mới khui, mình mới ráp ra, ráp thử lên cho mọi người xem. Đây là trên cái bề mặt của Star 420 đây, Silay đây. Nó gồm một cái đồng hồ Ampere, 3 cái công tắc để chỉnh các chế độ, một cái nút đèn báo nguồn on off, một cái cọc vô là mình sạc 12, một cọc vô mình sạc 24. Và đây là cái cầu chì, một cầu chì 110A. Bây giờ mình sẽ rút ra review sơ từng phần một cho mọi người. Đây là cái mặt sau của cái bộ Star 420 ạ. Đây mình sẽ quay gần cái thông số cho mọi người. Đây là cái thông số mà nó dùng điện áp một chiều nhá, một pha là 230V nhá. Nó có thể ra cái U của nó có hai lại là 12V, 24V là hai cái cọc lúc nãy mình chỉ cho mọi người. Mọi người nhớ này, Star mode này 3 giây on, siệc 120 giây off. 5 cycle có nghĩa là mình mỗi một chu kỳ mình khởi động á chỉ được 3 giây thôi và mình phải cho nó nghỉ 120 giây nhá. Và mình chỉ nên làm cái này trong 5 lần thôi, chứ mình không nên làm quá nhiều, nó sẽ gây hại đến máy. Đó, đấy là cái mạc sau của nó. Đây, nó có cả cái nốt và cái một vài cái lưu ý cho mình. Và cái website, đường link của công ty Silay, của www.silay.co.uk. Mọi người muốn rõ biết thông tin về sản phẩm và nguồn gốc thì cứ lên website đó và truy cập để tìm hiểu thêm cho mọi người. Sơ bộ mình thấy mặt trước thì Silay thiết kế cũng rất độc đáo, nó thiết kế cho ta cái khe này để ta dùng ta để cái kẹp á. Đây, có hai cái kẹp, một là cọc dương, hai là cọc âm. Cọc âm thì nó cố định ở trong đây luôn. Đấy, đây là cái lỗ cố định của cái cọc âm đây mọi người. Đây, lỗ cố định ở cọc đen. Còn cái cọc dương á, là cọc đỏ thì khi tùy từng trường hợp ta sạc ở chế độ 12V hay 24V thì ta tháo ra ta đổi trong đây. Còn đây là cọng dây là power input, nghĩa là nguồn vào. Nguồn vào của nó thì gồm 3 cái dây đây. Cái nguồn vào power input thì gồm 3 cái cọng dây này, một cọng dây nâu, một cọng dây xanh dương và một cái cọng dây màu xanh xanh vàng, xanh lá và vàng. Thì cọng dây nâu và xanh dương là mình cấp vô nguồn nha mọi người. Còn xanh lá và vàng thì là cọng dây nối mát. Mọi người lưu ý cái nên nối mát nhá, nên nối mát cho sản phẩm. Còn đây là cái cọc dây mát nha mọi người, dây không á, 024V á, cái dây mát của cái kẹp á, thì nó được gắn cố định ở trong đây. Cái dây này thì được làm bằng dây 16 ly vuông nhá, tiêu chuẩn là DIN 7553 CCA. Đó thì nó được cố định trong đây và ta bỏ gọn vào trong đây. Còn một cái cọc nữa, đây là cái cọc cọc này là cái cọc dây dương để ta kẹp vô bình và kẹp vô khởi động. Thì cái cọc này đây thì ở chế độ bên này là 12V, khi mà ta chuyển qua bên này thì nó là 24V. Đó là mình phần giới thiệu sơ cho mọi người. Ở đây nó gồm 3 công tắc là 3 cái chế độ nha. Cái chế độ thứ nhất là chế độ sạc min, thì mình phải gạt qua công tắc này và mình gạt về số 1 là sạc min, là sạc chậm ấy, lao chạc á. Và sạc trung bình thì mình gạt qua chế độ này là medium chạc. Nhưng mà khi mà ta muốn khởi động á thì ta gạt cái công tắc này qua đây, đây là boot. Và gạt cái công tắc này qua đây. Khi mà ta để chế độ sạc bình thì công tắc phải mở ở bên bình, để chế độ khởi động thì công tắc phải để ở đây. Và khi ta để chế độ khởi động á thì bên này phải để ở đây và bên này phải chuyển qua chế độ boot nha mọi người. Còn muốn chế độ sạc nhanh thì ta công tắc này mình để qua bình và công tắc này mình để ở vị trí 2 và để ở vị trí boot thì nó là hai chạc là sạc nhanh. Nhưng mà tùy từng trường hợp thôi mọi người, chứ không phải lúc nào mình dùng sạc nhanh nhá. Mình dùng sạc nhanh nhiều quá nó hư bình á, thì mình nên chọn cái dòng sạc bằng 1/10 cái dung lượng của bình thì nó sẽ đảm bảo
mình sạc khoảng 8 đến 10 tiếng đầy bình ạ, thì ok hơn nhất. Đấy là cái phương pháp sạc mà bảo vệ bình nhất. Đây là cái đèn nguồn on off. Khi ta bật nguồn lên á để cho máy hoạt động thì nó sẽ sáng đèn, không ta off. Đây là toàn bộ cái phần review sơ của mình về cái máy sạc và máy khởi động Silei 420. Bên mình có về thêm cả cái dòng 560 nữa. Mọi người quan tâm đến sản phẩm của Silei thì cứ liên hệ trực tiếp với website hcetool.com và gọi điện cho các bạn sale, để các bạn sale sẽ hỗ trợ báo giá cũng như chọn cho các bạn những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.